Thưa quý vị, trên màn hình là hình ảnh chiếc điện thoại iPhone 3GS được Apple cho ra mắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, tức là cách đây gần 15 năm. Giá bán của chiếc điện thoại này lúc đó là 699 đô la Mỹ, tương đương mức giá gần 12 triệu đồng theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ vào thời điểm đó. Và nếu như được điều chỉnh theo các thông số lạm phát 15 năm qua thì 699 đô la Mỹ ở thời điểm năm 2009 tương đương với 962 đô la Mỹ ở thời điểm này. Còn đây là chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max, dòng điện thoại cao cấp mới nhất của Apple ra mắt vào tháng 9 năm 2022 với dung lượng cao nhất lên đến 1 TB. Dòng sản phẩm này có giá bán trên thị trường vào khoảng 1.600 đô la Mỹ, tức là hơn 37,7 triệu đồng. Tính theo đồng đô la Mỹ, kể từ năm 2009, giá của một chiếc iPhone đã tăng giá khoảng 66%. Được biết, sau khi Apple giới thiệu iPhone vào năm 2007 và mở rộng các mẫu sản phẩm với iPhone 3G và 3GS vào năm 2009, Apple đã trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Năm 2018, Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ và mức định giá hiện tại khoảng 2.450 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí vào năm ngoái, có thời điểm giá trị công ty đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ báo điện tử về doanh nghiệp Business Insider, trong báo cáo thu nhập với các nhà đầu tư mới đây, ông Tim Cook là giám đốc điều hành của Apple cho biết mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn vì iPhone đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Trả lời câu hỏi liệu giá bán trung bình tăng trong vài năm qua có bền vững hay không, ông Tim Cook cho biết rằng, tôi nghĩ mọi người thực sự cố gắng để có được thứ tốt nhất họ có thể mua được trong danh mục đó. Giám đốc điều hành Apple đã đưa ra các phản hồi của mình trong các báo cáo liên quan đến doanh số bán hàng không được như kỳ vọng của Apple trong quý tư năm 2022. Đây là lần sụt giảm doanh số hàng năm đầu tiên mà Apple trải qua kể từ năm 2019. Đồng thời, doanh thu giảm 5% xuống còn 117,1 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù iPhone thống trị thị trường smartphone tại Mỹ, tuy nhiên sản phẩm không tránh khỏi những lời chỉ trích về mức giá quá cao. Vào năm 2018, báo The Washington Post đã báo cáo rằng giá nhiều sản phẩm của Apple bao gồm cả máy tính đang tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát. Để giải quyết những phàn nàn này, Apple đã cố gắng tung ra các lựa chọn với giá hợp lý hơn cho dòng iPhone của mình. Đơn cử như vào năm 2013, công ty này đã giới thiệu iPhone 5C có giá thấp hơn 100 đô la Mỹ so với iPhone 5S. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.